Chào em đẹp trai, ngồi đi em. Rồi, đàn trai xuất hiện rồi hen. Mời xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào em. Chị Nam Thư, cùng bạn gái phía bên kia, cùng quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Minh Hùng, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Bình Phước, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy em? Dạ, em ở Gò Vấp anh. Làm nghề gì? Dạ, em làm chuyên viên môi trường. Bây giờ mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân nè. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư. Chào cưng. Và chào bạn trai bên đó và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Tuyết Như, năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là nhân viên cầm tay của nệm cưng cưng. Quê là ở đâu em? Dạ, gốc là ở Nghệ An, còn sinh ra thì ở Bình Phước anh. Bình Phước luôn? Dạ. Rồi, dễ thương quá. Bây giờ là hai bạn còn rất là trẻ, mới 26 tuổi, cùng tuổi luôn á. Dạ. Ha? Hôm nay hy vọng rằng các bạn sẽ cùng kết nối với nhau để tiến hơi xa hơn ha. Bạn trai, dạ, em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là chu đáo, nhiệt tình, tỉ mỉ. Bên cạnh đó em cũng có nhược điểm xíu, đó là không biết nấu ăn. Mà lâu lâu thì cũng hơi làm biếng chút. Hơi lâu lâu cũng hơi làm biếng, không biết nấu ăn cũng sao. Dạ. Lúc mình nấu thì mình quen thôi. Dạ. Rồi bạn gái. Dạ thì em có ưu điểm là cũng vui vẻ, hòa đồng. Rồi hơi tăng động tí. Không sao, tăng động nó vui mà em. Cuộc sống mà đôi khi nó phải tăng động xíu cho nó quên đi. Dạ. Những cái mệt nhọc muộn phiền trong cuộc sống em ha. Dạ. Nhưng đừng tăng động từ sáng đến chiều là được rồi. Tăng động quá không được anh. Với lại là anh bên kia thì không biết nấu ăn nhưng mà em biết nấu ăn. Dạ. Giỏi. Em nấu món gì ngon nhất? Dạ mấy món bình thường thôi anh. Kho cá hoặc là kho thịt, nói chung là mấy món kho. Nấu canh thì có thể là canh chua, canh rau ngót nấu với thịt. Ủa vậy tính ra biết nấu cũng nhiều mà, kho cá. Trời ơi, giờ dễ muốn nấu ăn lên Google khó là nấu được luôn. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình của mình đi em trai. Dạ, em có hai mối tình rồi. Hai mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? 3 năm. 3 năm, thì sao chia tay? Lúc đó em cũng mới ra trường thì em cũng tập trung vào công việc, với lại cũng dành nhiều thời gian để đi học lên cao học nên cũng ít thời gian quan tâm tới em. Tức là chưa có thời gian quan tâm, tập trung vào sự nghiệp trước. Em học cao học xong chưa? Dạ còn 1 năm nữa xong. 1 năm nữa xong cao học hả? Chúc mừng nha, giỏi đó. Rồi bây giờ bắt đầu chuẩn bị cho mối tình mới và đi đến gọi là kết hôn chưa? Dạ rồi. Rồi đó. Là gái nhà ha. Như em sao? Em yêu sao nè? Chưa có mảnh tình nào vết vai hết chị. Trời chưa. Chưa yêu ai lần nào? Dạ. Nắm tay ai chưa? Nắm thì mấy event hay chơi trò chơi thì có nắm chứ chị. Không, mình đâu tính vậy được. Em có thích ai không? Hay có crush hay là tình đơn phương gì không? Không chị. Không luôn? Dạ. Không có tình đơn phương luôn? Dạ không. Vậy là chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Dạ. Tức là trước giờ chưa có cảm xúc lung lay gì với trước ai luôn? Dạ chưa. Nếu mà gặp trai đẹp thì em có. Trời, gặp trai đẹp ai cũng có, hiểu không? Ừ, còn nghiệp không? Em thế nào là trai đẹp em? Cỡ Lee Minh Ho hay là Nô Phước Thịnh? Trời ơi, cái đó là cực phẩm luôn rồi em. Ví dụ tiêu chuẩn nhanh Quyền Linh thì em nghĩ đẹp không? Ừ, chắc cũng được á chị. Nói chưa, anh Linh hồi trẻ, anh Linh soái ca lắm luôn á. Quá lứa lỡ thầy rồi. Rồi, để coi chàng trai nè. Thôi, đẹp trai giống như... cũng hô hô, ý là Lee Minh Ho gì chứ bộ giỡn à. Ôi cũng giống Lương Thế Thành nè. Đúng rồi, đúng rồi, mặt Lương Thế Thành. Để tóc cũng giống nữa. Trắng trắng lên nữa là giống. Ôi, có cái mũi đẹp quá, cái mũi chất lượng dễ sợ. Cảm ơn chị. Ừ. Cái sói ca này cũng cỡ sói ly, sói ấy lên chứ đừng giỡn. Vậy là đã từng có một mối tình đúng không? Dạ. Vậy là chắc nắm tay yêu đương rồi, không thích là có hết rồi. Có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm. Sẽ chỉ cho bên kia. Đúng rồi, chứ bên đàn gái nhà chị là chưa có kinh nghiệm gì hết. Dạ. Sau đó là mình không có say nắng hay là cảm thấy thích ai nữa hay sao? Dạ đúng rồi chị. Thì sau đó thì em đến nay cũng chưa quen ai. Nói chung là cũng sợ quen một ai đó thì sẽ không đến được với nhau, lại đổ vỡ một lần nữa thì cũng sợ. Tập trung đó. Vô học cao học. Dạ. Em học cao học, em ngành gì? Học ngành gì? Dạ, quản lý tài nguyên môi trường. Bảo vệ tài nguyên môi trường đó, quản lý luôn. Tốt đó. Khoảng bao lâu nữa là em phải bảo vệ luận án của em? Dạ, khoảng 1 năm nữa chị. Ồ, nếu 1 năm nữa tập trung học hành rồi yêu đương rồi học được không? Có chắc tình yêu sắp xếp được chị ạ. Chị rất là cảm tình với gương mặt của em. Em nói chuyện cũng hết sức là hiền nữa. Chị là chịu rồi đó. Dạ, cảm ơn chị. Thằng trai người ta ngon lành, dễ thương, Lee Minh Hút. Nó nói chứ nó dễ thương lắm á. Nhìn cái mặt con rất hoa hậu luôn. Cần. Nãy giờ nhớ tên không vậy? Trời ơi. Gì? Không
Má không nhớ tên. Em có nhớ tên đàn gái không? Tên gì? Tích Như ạ. Nói lớn đàn trai cho bên đó nghe lại coi. Dạ, em tên là Trịnh Minh Hùng. Thấy chưa? Hùng. Dạ. Bên đây Hùng, bên kia Như. Như Hùng. Trời ơi, tên hay. Thằng gái quê Bình Phước hả? Dạ. Rồi, quê huyện nào? Dạ, thị xã Bình Long. Thị xã Bình Long. Dạ. À, bên đây Bình Phước ở đâu? Em ở huyện Hớn Quản. Gần không? Dạ, gần anh. Sát bên ha? Dạ. Vậy là hợp lý rồi. Em muốn mẫu hình lý tưởng của bạn trai như thế nào? Ưa nhìn cao hơn em một cái đầu, không gia trưởng, hiền tí để có em ăn hiếp. Hả? Hiền để ăn hiếp? Chưa gì bảo tính chị ăn hiếp người ta rồi. Đây dễ thương lắm. Được không em? Dạ này. Được. Hiền khô hỏi gì cũng gật đầu hết trơn á. Em bị dị ứng với thuốc lá nên bên này chắc không hút rồi. Nhìn cái mặt biết không hút thuốc rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Hút thuốc cái răng đen thùi lôi à. Này răng trắng tươi à. À, với không nhậu, nghiền nhậu á. Đây không có nhậu. Có say. Nhìn mặt á là rất là tươi tỉnh, còn nhậu mặt lờ đờ. Có nhậu không? Dạ không. Thấy chưa? Chỉ có là lúc mà đối tác hay là bạn bè á, cũng nên uống một hai ly. Nhưng mà nếu có say thì phải say ngoan. Đã say mà còn say ngoan nữa. Say là về ngủ thôi đúng không? Đừng quậy đúng không? Dạ đúng à. Khó lắm. Say khó kiềm chế lắm. Rồi. Anh thấy đàn gái cũng dễ thương, xinh xắn, đàn trai cũng hot boy. Hình mẫu lý tưởng cưng muốn là sao nè? Ừ. Mắt da trắng, cao thì cũng tầm 1m55 trở lên. Cũng biết nấu ăn, tóc thì có thể nhuộm mà không nhuộm cũng được, nhưng mà là không được xăm mình. Ta xăm chơi chơi một chút, ví dụ xăm ngay trán, hận đời thì kia là được không? Dạ, không được. Bất kỳ luôn, hình xăm nhỏ nhỏ cũng không được luôn hả? Xăm ví dụ xăm họa tiết, nó nhỏ nhỏ. Họa tiết nhỏ nhỏ, tên thì được, đúng không? Chứ mà xăm... có gì đâu, mốt về lỡ hai đứa thành đôi về xăm tên nhau. Rồi tên tay này kia dễ thương mà không? Yeah. Đừng có xăm hận đời ngay trán. Anh thấy bên kia cũng ổn á. Coi coi gia đình hai bên có ý kiến gì không? Như, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba, cùng với ba người bạn đồng nghiệp của em. Dạ, con chào bác, con chào ba của bé Như. Rồi, xin chào dạ, chào trai, bạn gái. Nghiệp. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Thì, tôi là ba của Như. Dạ. Như thì suốt đời là hẳn chỉ có ăn học thôi, tập trung ăn học chứ không chơi. Không chơi bời chi? Nó siêng lắm, nó siêng học, nó cùng định học đến cao học tôi không cho. Dạ. Cho nên nó cuối cùng nó không học, nó tính là nhút nhát. Cho nên hẳn là coi như ba mẹ là dù thì thôi, yêu đứa nào đó yêu đứa mà coi như là thành vợ thành chồng đi. Mà nó nhút nhát, nó không yêu ai cả. Dạ. Nó cứ là đời đang chưa mà có cái chương trình hẹn hò này cái con. Thì hợp được cái mai mối anh Quyền Linh với Nam Thư là coi như là nếu mà mai mối được thì tôi nghĩ là rất gạ luôn. Tôi thấy đấy là coi như cũng về phía là thằng rể tương lai rồi. Là rất đẹp, tốt, coi như được. Trời ơi, chiêu. Hay quá. Cảm ơn. Cuối cùng là xin là chào MC Quyền Linh về là Nam Thư. Dạ. Và toàn tất cả là trong là coi như hôn trường, trong là coi như là Khảng Phong. Chương trình hôm nay. Dạ. Là coi như sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. À, cảm ơn gia đình mình. Nhưng mà em tới với chương trình này á là ai em tự đăng ký hay là người thân mình đăng ký cho mình tham gia? Dạ mẹ em bắt em đăng ký. Mẹ kêu là ế lắm rồi, cỡ độ tuổi của mẹ là có chắc hết rồi. Mẹ nôn đúng không? Dạ đúng rồi. Mẹ bắt đăng ký. Bởi vì mẹ nó là không thể đi được mà tôi phải đi để nhìn thằng này tương lai. Đó. Dạ. Dạ cảm ơn bác. Rồi mời đàn trai. Dạ, xin kính chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Tôi tên là Phạm Mai Duy Thông, hiện đang là phó giám đốc chỗ công ty Hùng đang làm. Để ủng hộ tinh thần cho Hùng thì hôm nay cả công ty luôn đi để ủng hộ cho bạn Hùng. Trời ơi, cả công ty luôn hả? Dạ vâng. Chia sẻ với lời bạn nữ luôn là Hùng có rất nhiều tài lẻ. Những cái tiêu chuẩn mà em đặt ra thì Hùng có đầy đủ hết. Anh nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cái cơ hội để chúng ta có một cái duyên để tiến tới cái con đường dài hơn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn bạn. Chà. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chuẩn bị tâm lý nha Hùng nha. Gặp bên đàn gái. Bắt đầu đi Hùng. Anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Bên kia có quà tặng lại kìa. Đây đây. Lợi nhận đây. Đi, lợi nhận quà. Dạ em cũng có món quà tặng anh ạ. Cảm ơn em.
Hai đứa nó rụt rè quá trời quá đất luôn rồi đó. Thôi, mình ngồi mình nhìn thẳng vô nhau nè. Thấy người đối diện sao không trai Hùng? Dạ thấy bạn cũng cao ráo dễ thương. Dạ sao? Em cũng hơi run. Như thấy Hùng sao? Dạ thấy ưng nhìn cũng cao. Với lại sao? Em hơi run tí. Hơi run đúng không? Gặp trai rồi run á. Nè, có món quà tặng trời đẹp quá. Để ly minh hu hay gì ai nè. Hô hô. Biren. Biren hả? Dạ. Biren với ai? Biren với Kim Tae Hee. Kim Tae Hee. Hả? Kiki hả? Trời, ta nữ minh tinh Kim Tae Hee qua anh Linh thành Kiki. Chán ghê luôn á. Nghe thông lần từ Kiki. À, hình này đẹp quá nè, thấy không? Trời ơi, cái này mà để hình hai đứa lên đẹp lắm nè. Em tặng này có ý nghĩa gì không vậy Như? Nếu mà hai đứa hợp nhau á thì cùng nhau xây một gia đình hạnh phúc. Còn nếu mà lỡ may mà... Thôi khỏi, đoạn đó đừng, phải đừng nói lỡ may, đừng em, đừng đoạn đầu thôi, đoạn đó không có lỡ may. Mình đừng nói xui ha. Rồi. À, cho mình hỏi là mày có quan... Anh em đi trời. Cho anh hỏi. Cho anh hỏi là em có quan trọng vấn đề là anh đã từng quen hai người trước đó hay không? Dạ không anh. Em thì không chưa quen ai hết nên trong tình yêu cũng không có biết gì á. Thì nếu anh trải qua rồi thì có thể chỉ em được. Trời ơi, ngọt ngào quá trời luôn. Bây giờ là mới gặp lần đầu tiên còn ngại ngùng ha. Bây giờ mình hát cho nhau nghe. Đúng đi rồi. Cho nó thoải mái đi. Ai không? Như chưa từng có những phút lìa xa, xấu gương mặt trên vai anh khóc òa. Nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Hay quá. Hả? Tên em gái đi. Em xin giả giọng một giọng thôi nha. Mẹ ơi mẹ, con thương mẹ lắm, mẹ đừng có bỏ con mà. Chị A Tuệ ơi, chị A Thể, chị đừng có bỏ em. Em ngon vậy lắm. Bà đừng có, bà đừng đuổi chị A Thể đi mà bà. Trời ơi, dễ thương. Mai mốt mà nó đi làm về á, nó mệt á. Anh đừng có bỏ em, anh đây nấu cơm em ăn. Làm mệt lắm á nha. Còn giọng nào nữa làm luôn đi. Thôi cho em hát. Rồi hát đi cưng. Ôi tuổi xuân mộng mơ, tháng năm danh dương mong chờ. Hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thân hôn. Tiếng đưa xuyến sao tâm hồn buồn, vàng vào nhớ thương nào dời. Rồi, được rồi. Hay quá. Cái hai đứa là về tập hát được rồi đó. Không, tại sao hồi nãy em lại hỏi Như cái về vấn đề người yêu cũ bị... có vấn vương gì không? Dạ không, bởi vì thì em sợ là ví dụ như là quen người mới thì mình có quá khứ đã từng quen người trước rồi thì sẽ là bạn đó có thể là ngại về mà vấn đề đó. Khi mà có bạn gái mới, những cái gì đó chúng ta phải xóa đi. Chúng ta phải cho nó lui về ký ức nha. Ừ, vậy nếu mà đã quên người cũ đúng không? Đã quên cũng lâu rồi, vì lý do gì vẫn để avatar người yêu cũ trên Facebook? Thì em nghĩ đó là những kỷ niệm của mình thì mình không có quan trọng vấn đề đó thì mình không... Nhưng lúc đó chưa có bạn gái. Dạ. Nhưng nếu sau chương trình này về thì sao? Dạ. Chắc là... em sẽ thay đổi. Đúng rồi. Rồi còn em? Em nghĩ như thế nào? Ví dụ như là bây giờ ảnh hết yêu, chia tay rồi, nhưng mà ảnh vẫn còn giữ hình người yêu cũ vậy thì em thấy sao? Quan điểm của em là phải rõ ràng. Chia tay rồi thì nên chấm dứt. Coi nhau là bạn thì lâu lâu có thể gặp mặt, nhưng mà cũng phải nói với em tiếng. Dạ. Còn cái gì về mà hình ảnh cũ là nên xóa nhòa đúng không? Dạ. Cũ là cũ, mới là mới ha. Dạ. Tại sao Thư lại hỏi kỹ vậy? Vì dù sao Như cũng chưa bao giờ bước vào tình yêu, như nói rồi rất là dễ thương. Em chưa biết gì về tình yêu, có gì anh chỉ em thêm. Thì cái cảm xúc của cô gái này rất là còn nguyên vẹn, rất là dễ mong manh, rất là dễ đổ vỡ, rất là dễ bị tác động nhiều thứ. Nên mình thật sự phải khéo léo một tí nha. Phải đâu, chắc là lúc đó chưa có lên gặp cô này,
Nhưng mà sao chắc chắn sao gặp cô này không có hình gì nữa trơn á. Để hình tôi với lại Nam vậy Thư. Vậy còn anh, ví dụ anh hết yêu anh có để hình yêu với cũ anh không? Không, dễ gì dám. Thiệt, em mà hết yêu là em vẫn để hình người yêu cũ. Mà xong em photoshop em gắn thêm con dao vô nữa. Hiểu không? Ghê quá. Rồi, thôi bây giờ hai bạn mình nói về cảm xúc của nhau đi. Mình tính về chuyện tương lai rồi mình hẹn hò như thế nào. Khi mà xác định được một mối quan hệ là em sẽ xác định đến cuối cùng luôn. Em thì tính hơi con nít tí xíu. Lâu lâu thì cũng hơi bị tăng động tí. Nên mà nếu có lúc nào mà em có tăng động quá thì nếu mà mình có quen nhau á thì em hy vọng là người yêu của em sẽ kìm em lại. Với lại là em cũng không có biết nhậu á. Mà nếu mà có lỡ mà có uống một hai ly á thì em hơi kiểu như là khóc, tự nhiên khóc hay là đứng ở đâu đó hát á. Thì em cũng mong là nếu người yêu mới của em sau này á kìm em lại. Nếu như hai đứa mình mà có cơ hội mà đến được với nhau thì mình sẽ cố gắng thực hiện những mong muốn của bạn. Qua chương trình này anh cũng có cơ hội được gặp em thì anh cảm nhận em cũng là một con gái rất là dễ thương, xinh xắn. Thì qua ít phút của chương trình này thì anh nghĩ là cũng mình chưa có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ, thì nếu như có cơ hội thì sau chương trình này mình sẽ tìm hiểu với nhau kỹ hơn. Em thấy anh phù hợp với mấy tiêu chí của em á. Với lại là em cũng muốn sau chương trình này cũng có cơ hội để gặp anh tìm hiểu. Thì quá, hết thời gian. Hết thời gian nha. Hãy để tay vào nút bấm. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy kiểm tra lại con tim mình một lần nữa. Nếu rung động và biết rằng mình sẽ chịu trách nhiệm vì điều đó, mình hãy bấm. 3, 2, 1. Hết thời gian. Sao xanh lè vậy? Sao xanh lè vậy? Hả? Hồi hộp quá vậy? Rồi, hết thời gian rồi. Sao vậy Hùng? Em cảm thấy con tim mình nó chưa có rung động. Hùng chưa rung động? Dạ. Yeah. Còn Như sao Như? Dạ, em cũng thấy chưa có rung động. Rồi hai bạn nói tôi cứ tưởng đâu bấm hết á. Thật sự em bị bàng hoàng. Anh cũng bất ngờ, anh nghĩ là kỹ thuật không có được thôi. Cuối cùng thì hai bạn đều quyết định là không bấm. Chúng tôi trân trọng những cái quyết định của các bạn. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn các bạn, bởi vì các bạn vẫn thành thật với lại cảm xúc của mình. Chính xác như khi vậy. Mình đứng ở đây. Tập của chương trình Bạn Mới Hẹn Hò. Đây là chị Uyên Uyên, bạn Hoàng Hiệp và chị tên là Thi Anh là biên tập của chương trình. Bọn chị sẽ cùng tham gia buổi phỏng vấn em ngày hôm nay. Rồi, mình giới thiệu về bản thân, họ tên, tuổi, công việc, quê quán của mình đi. Những cái điểm mạnh điểm yếu của em nữa. Ok, mời em bắt đầu. Chào, vâng, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Đức Trương. Sinh ngày 24/4/1993. Quê em ở Hà Tĩnh. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Rồi, công việc cụ thể của em là gì đây? Làm công nhân đó chị. Công nhân nhưng mà cụ thể là bên công ty nào, rồi làm không gì? Trước khi làm công nhân thì hiện tại giờ em đang hiện giờ em đang đi xin việc ạ. À, tức là nghỉ công ty cũ rồi hả? Dạ vâng. Không, sau, em hỗ trợ em có đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan. Tức là em đi 6 năm, bây giờ mới về được hơn 1 tháng ạ. À, tức là làm công nhân ở bên Đài Loan gì? Vâng. Vâng. Rồi. Là mới về hơn. Nhưng mà làm bên đó là em làm lĩnh vực gì? Ở bên đấy thì em làm công ty nhựa. Ừ. Tức là mình sản xuất và gia công mấy cái mặt hàng cây nhựa. Những cái hạt nhựa các thứ đấy rồi ép thành những cái sản phẩm nhựa như này ấy hả? Dạ vâng, dạ vâng. Chính thì em xin là 93 là trong giấy tờ luôn. Tuổi thật giấy tờ là 93 hết luôn đấy đúng không? Không, nếu mà tính ra tuổi thật thì em 94. 94. Trong giấy tờ là giấy vàng. Còn trong giấy tờ thì 93. Nhưng mà ngày sinh 24/4 là đúng. Ngày sinh cũng khác luôn. Khác luôn hả? Nói chung mình đi theo cái giấy tờ ha. Vâng. Ok. Rồi, vậy là hiện tại em đang ở Bình Dương là ở nhà ai? Em đang ở nhà anh trai. Nhà anh trai. Vâng. Anh trai lập gia đình chưa? Lập gia đình rồi chị. Anh trai ruột luôn hả? Dạ vâng. Ok. Rồi bố mẹ là vẫn ở ngoài Hà Tĩnh? Dạ vâng, bố mẹ Hà Tĩnh.
Rồi, có năng khiếu tài lẻ hát hò thì không chưa? Nói chung năng khiếu tài lẻ thì em có, nhưng mà em vẫn thích ca hát. Ừ, hát một đoạn luôn đi em. Tiếng Trung Quốc được không? Tiếng Trung Quốc, tiếng Trung Quốc không. Thế sang Đài Loan là em có nói tiếng Trung không? Nói chung nói tiếng Trung nhưng mà nói chung nói ít thôi. Bập bẹ ra ngoài mua hàng giao tiếp thôi đúng không? Dạ vâng, nói chung giao tiếp cơ bản thôi. Tại vì trong khu đấy mình ở là đa số là người Việt Nam đi xuất khẩu. Dạ vâng, dạ vâng. Ừ. Dạ vâng đúng. Rồi, thôi mình hát bài có tiếng bài nào cũng được tiếng Việt ha. Nhưng mà em thường thường thì em hát như em thì không thuộc lời. Em chéo cơm điện thoại được. Được, nhỉ? Được, trời ơi, thoải mái. Đâu có đi thi gì đâu mà sợ quay có. Chép hạt một khúc của cô hát xóm của Quang Lê. Ừ. Vùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên em sống trong giàu sang, quên gấm nhung đại trang đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than. Và cô đang bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua ân tình không dám ngỏ, tôi sợ tim mình. Rồi, ok, trời ơi, giọng khỏe kinh khủng luôn. Anh Quang Lê có phải quê Hà Tĩnh không vậy? Không, anh Huế. Tại vì hồi xưa chỉ có mấy bạn chị, có mấy thằng nó ở Hà Tĩnh cũng vậy, nó chỉ đam mê bài cô hàng xóm thôi, nghe nào nó cũng hát cô hàng xóm. Không, chắc tại hồi xưa cô hàng xóm xinh quá gì ạ? Mày hả? Chắc phải tập. Không, thì chỉ có mấy cậu bạn chị ở Hà Tĩnh á, là hát cô hàng xóm hoài luôn. Lần nào gặp nó cũng ca cả cái bài này luôn. Và tại vì nó dễ hát nữa đúng không? Thời thế hệ 8X ấy. Điểm mạnh thì điểm yếu của Chương là gì? Nêu ra một số điểm mạnh điểm yếu. Nói thực ra thì em không biết là điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nữa. Em nấu ăn nói này, thì em, nấu ăn là nấu như nào? Bình thường thì em thích nấu ăn, thích ca hát với đi chơi. Ừ. Là một người biết chia sẻ, biết lắng nghe, quan tâm người khác. Ủa sao lý do sao em đang làm bên kia rồi em lại về Việt Nam? Chắc do một phần là bố mẹ giúp về, với là một phần là cũng mình làm một thời gian quá lâu ấy. Mình cũng nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bố mẹ nữa, là mình muốn về quê làm việc. Nếu bố mẹ không lại về vào Sài Gòn mà để bố mẹ ở ngoài quê? Không, bố mẹ hiện tại thì đang ở Sài Gòn. À, là bố mẹ và nhà anh trai ở Hà Tĩnh? Vâng. Thế lúc đầu thế ở Hà Tĩnh là cũng ở Hà Tĩnh? Tức là bình thường thì ở Hà Tĩnh, nhưng mà kiểu lâu thì vào đúng rồi. Ừ. Rồi đi làm Đài Loan 6 năm vậy thì tiết kiệm nhiều không? Nói chung tiết kiệm được một tiền nhỏ ra thì. Nhỏ thôi, tức là cái vốn đi nó có bị nhiều không? Vốn như hồi xưa em đi thì hết 100 mấy thôi. Ừ, 100 mấy, về là mang về được tỷ mấy. Chắc không có đâu chứ. Tỉnh ấy. Cái này là kiếm tốt. Nói chung thì ở đa phần thì thanh niên ấy, thì em nghĩ là mình tích góp được một phần nào đấy thôi. Đa số thì bây giờ chị hỏi là tích góp được bao nhiêu? Nói chung tiền thì em không biết. Em gửi về cho mẹ hả? Tiền gửi bố mẹ cầm thôi. Nói chung em
Tiền thì em không chi ly là bảo này, em gửi về từng đấy, cất em từng đấy hay là sau hết em chỉ gửi về đó thì bố mẹ mà cần thì bố mẹ lấy tiêu hay là gì thôi. Em không quan tâm là bao nhiêu đấy. Thế chứ bố mẹ thì không tiêu. Trong thời gian đi tìm việc, chưa có việc làm thì lấy tiền đâu ra để tiêu, không lấy tiền đấy ra để tiêu hả? Nói chung thì bình thường em vẫn đi phụ bán đồ nhỉ? Phụ bán đồ cho ai? Phụ bán đồ cho anh trai hay là trai người ta hàng lớn? Không, anh trai thì giống kiểu bán đồ online nhỉ? Đi làm công ty nhưng mà bán đồ online thì mình phụ hay là hoặc là ai cần gì đó giao thì mình giao. Ship hàng? Vâng, vâng. Nhưng mà hiện tại là tương lai sắp tới em dự định em kiếm một công việc như thế nào? Tương lai thì em không biết, thì em đang hưởng. Em đang hưởng là em mở quán, quán ăn, quán nhậu vậy. Quán nhậu hả? Vâng. Lên kế hoạch chưa? Em định tính là của năm nay hoặc là sang năm thì. Tức là bây giờ đến cuối năm là em cứ làm những cái công việc đấy thôi. Vâng, vâng. Tức là em giờ bây giờ em đi xin ở ngoài làm xong là mình kiểu mình sống ở bên nước ngoài lâu ấy. Ừ. Thì cái phong tục tập quán đấy là kiểu nói tức là trước giờ em chưa từng khẩu vị của mình nó khác ấy. Tức là em về muốn mình tìm hiểu. Ừ. Tìm hiểu cái nếp sống của mình với là cái khẩu vị của người Việt lại ấy. Tại vì em bên này nhiều khi mình đổi cái khẩu vị của mình ấy. Mình ở lâu mình tự nhiên mất cái khẩu vị. Nhưng mà trước khi em đi Đài Loan là em cũng ở Hà Tĩnh thôi chứ em đâu có ở trong đây đúng không? Không nhận. Em trước em vào đây làm việc 2-3 năm gì ấy. 3 năm. Trong đây là em cũng làm công nhân. Vâng, em làm công nhân. Là học hết cấp 3 ngoài kia xong em vào trong này em làm công nhân. Em chính vâng. Của lao động. Em học giờ 12 thôi. Ừ. Ham chơi. Nói chỉ ham chơi. Tuổi trẻ thì tuổi ham trẻ bông bột. Tuổi trẻ bông bột. Bông bột chứ gì, ông này nhìn mặt là biết ham chơi giờ rồi. Còn thích đi chơi mà. Giờ chơi thử đi chơi ở đâu nè. Không chơi nhưng mà mình chơi có mục đích gì ạ? Chẳng hạn như mình có người mình đi chơi hay là gì có công việc mình cần đi chơi. Ừ. Chứ không tạm phải là mình vâng đúng nói chỉ tầm quan hệ chứ không phải là rảnh là đi chơi để giết thời gian. Nói chung rảnh thì cũng có nhưng mà em đa số thì em thích ở nhà quây quần bên gia đình là rồi mẫu thôi. Thấy ba không, đi chơi trong ba không? Không, đặc biệt ba với là chỗ Sơn Đồng thì em không quá là ưa. Ừ. Thế em đi chơi ở đâu, khách sạn? Em đi chơi thì chủ yếu là tham quan thôi chị. Tưởng như đi chơi ở trong khách sạn. Không, chỉ là nghĩ vậy thôi. Chị đâu có nghĩ vậy. Chị nói thẳng với chị đâu có nghĩ vậy. Thế, em giờ em ở lại chị. Thế ở trong khách sạn có gì vui? Chị đâu biết đâu, tại vì chị đâu có đi khách sạn đâu, chị biết. Thế sao chị lại có ý nghĩ đấy nhỉ? Thì tại vì mọi người hay nói nên chị hỏi em vậy thôi. Dạ vâng, thế cái đó em chưa đi nên em không biết. Thường thường thì em chơi ở nhà mình thôi. Tại vì mấy lần này nó hay bảo đi khách sạn chơi vui nên là chị nghe thì chị học lỏm thì chị hỏi là tụi em thôi chứ tụi em thế, là gen thế trẻ hỏi, bé sau này. Hỏi anh chị đấy thì có ở trong khách sạn có gì vui nhỉ? Khách sạn có gì vui? Thú vị ấy. Thú vị không? Tại vì thực ra thì em chưa vào đấy em không biết là vui chỗ nào có thể nói chung. Ở giờ anh chị có giới thiệu cái gì có gì vui thì để sau em còn học hỏi để em rút kinh nghiệm em sau em còn đi. Ví dụ như thì đang vô khách sạn. Khách sạn có gì vui? Trời ơi. Có... Mình nhớ thôi nhỉ. Chứ trong đấy em không có thấy chủ vui gì hết. Đúng rồi, mình thay đổi cái không gian sống, không gian nghỉ ngơi. Là cũng là một cái cũng là một chủ vui nữa nhỉ. Vào đấy đọc sách không ạ? Em đọc sách em cứ tưởng là em vào học vào học, học chữ, học chữ ấy. Em đọc sách. Thấy như người bảo vào trong đấy học dễ vào lắm. Thấy nhiều người bảo hay là bản thân em bảo. Em thì em không đam mê chỗ đấy. Ừ. Ở nhà mình vẫn thích hơn. Rồi, ok. Nhà có chị gái gì không? Em gái gì không? Nhà một anh trai đầu với một em gái sau. Em gái lấy chồng chưa? Anh trai với em gái lấy chồng. Anh trai lấy vợ mà em gái lấy chồng. Nhà ở hết trong này luôn. Vâng. Ừ. À, còn mình bơ vơ là về bây giờ về mới đi tìm bạn gái. Nói nôm na là ế bền ế vững gì? Ế bền vững hả? Ế bao nhiêu lâu rồi mà ông vào ông than ế bền vững? Lâu rồi thì mấy năm rồi. Đây là gần 30 năm trên cuộc đời còn chưa dám nói ế bền vững thế này. Đây là chắc thì có chuyên sâu thì có kinh nghiệm gì ạ? Dài dặn chắc dài dặn kinh nghiệm rồi. 6 năm đi Đài Loan có không có quay ngay hết. Nói chung có thì có nhưng mà thấy chưa, lâu thấy chưa, vậy đã thấy bền vững. Em ế bền vững là em ế bao nhiêu lâu rồi? Bao nhiêu lâu rồi em không có con gái? Đối với em, trong suy nghĩ em lâu thì là em nghĩ là lâu thôi chứ không, mình không tính bằng
thời gian bao nhiêu năm, bao nhiêu năm thì chị biết rồi. Bây giờ chị đang hỏi em là bao nhiêu lâu rồi em không có bạn gái? Em à? À, một năm thôi. Trời đất, câu trời là em không có một năm thôi. Em chỉ nói vui tí thôi. No, nhưng mà đúng đúng rồi, cũng chưa có từng lập gia đình lần nào thì cũng coi như ấy bền vững được. Những cái kia gọi là tìm hiểu, những mối quan hệ tìm hiểu. Tìm hiểu. Tìm và hiểu. Tìm hiểu hả? Ừ. Tìm hiểu được bao nhiêu người rồi? Chắc khoảng là 3-4 người. Ừ, 3-4 người. Mỗi người trung bình được bao nhiêu lâu? Cũng tùy thôi chị ạ. Tùy... ngắn nhất bao nhiêu, dài nhất bao nhiêu? Ngắn nhất thì chắc có lẽ 3 tháng. Dài nhất thì 2 năm. Ừ. Tại sao cái mối tình 2 năm đó lại chia tay? Vì khoảng cách địa lý với là cái lối sống ở ngoài Bắc á. Em ở miền Trung mà. Ngoài Bắc người ta nói chung họ thì thích. Họ thích con cái nó lấy ở trong gần hơn, người ta quan tâm, người ta lo lắng rồi là giúp đỡ được nhiều hơn. Ừ. Người ta sợ con gái vất vả. Xong rồi... Đấy, nó ở đâu? Bạn gái em ở quê ở đâu? Ở Hải Dương nhỉ? Ừ. Nó chẳng ngủ cho bố mẹ chị. Con đi ra rồi. Bố mẹ chị bảo bà nào biến đổi trả ai đó. Thế là mày vì... Nhưng mà lúc việc... đấy là quen là em cũng đi Đài Loan. Dạ. Em quen ở bên Đài. Quen bên Đài, bạn nó cũng bên Đài luôn. Vâng. Thế đã đi xa hết rồi mà lại còn sợ con đi xa nữa. Chị thấy sao không? Không vậy phải, là, tại vì là chị thấy là tụi em có vấn đề chứ không phải là từ bên gia đình người ta đâu. Tức là bên gia đình ạ. Nhưng mà kiểu người ấy thì thương bố mẹ nhiều hơn. Sợ kiểu bố mẹ người ấy. Ừ. Tức là giống kiểu người ta thương con, người ta giống kiểu mà thương con thái quá, người ta sợ khổ vất vả nên người ta nói nhiều ấy. Ừ. Xong rồi kiểu mình cũng không muốn người ta tâm lý là bố mẹ lo lắng khổ nhiều, xong rồi con cái suy nghĩ nhiều ấy. Ừ. Mình cũng không muốn vì mình mà làm khổ người ta, người ta phải suy nghĩ. Tại nói như lúc đầu em là giống kiểu người cũng hiểu cho người ta. Điểm đó là điểm mạnh, cũng là điểm yếu của em, giống kiểu em suy nghĩ cho người khác nhiều ấy, nhiều khi chịu thiệt về bản thân mình ấy. Quan 2 năm là cái thời gian đó là bên Đài Loan. Vâng, vâng, đúng rồi. Nhưng bạn ấy về chưa? Về nước chưa? Hiện tại thì vẫn đang làm việc ở Đài Loan. Ờ, rồi mai mốt lấy chồng Đài Loan cho coi. Cái đó em không biết. Không, chị cá với em luôn á. Tại vì thực ra cái gọi là cái có thể là tụi em tình cảm tụi em chưa đủ lớn để nó thuyết phục được gia đình thôi. Vâng, chứ vâng. Lại duyên số thôi chứ còn vâng. Đằng nào là cũng đã đi từ Hải Dương mà sang đến Đài Loan rồi mà bố mẹ còn sợ con xa nữa. Đúng không? Không có giống kiểu người Bắc ở chỗ đấy nó giống kiểu người ta công nhân viên chức ấy, với lại là người ta theo cái lối sống cũ ấy chị. Chị cũng người Bắc nè. Không phải, tại vì em không biết, nhưng mà ở theo như em cảm nhận được thì người ta theo cái phong tục tập quán theo giống kiểu hồi xưa ấy gì. Nó kiểu theo kiểu hồi xưa nhiều. Hải Dương Phố Hiến á. Hơi khắt khe về chỗ đấy chị. Tại vì nhiều ở ngoài đấy nhiều người lấy ra ngoài Bắc ấy chị. Ở hàng xóm ấy, người ta thấy khổ ấy nên là người ta vẫn ngăn cấm mình nhiều. Có thể là thực ra là có thể là một cái điểm gì đó ấy thôi chứ cũng không phải là địa lý thì xa xôi đâu. Nói vậy để cho em là có nghĩa là sau này em có gặp những cô miền Bắc, miền Trung, miền Tây, những cô miền khác để mình thoải mái, mình không có bị gọi là bị cái nét ảnh hưởng văn hóa. Có nghĩa là chỉ có là gia đình người ta như vậy thôi chứ không phải là văn hóa một vùng miền đâu. Chẳng qua là có thể là mình họ chưa có ưng ở mình một cái điểm nào đó thì họ lấy cái lý do đấy. Hiểu ý chị không? Hồi trước thì em còn nói chuyện qua một lần rồi, nhưng mà kiểu xong rồi. Đợt đấy là dính một cái vụ là em họ xong rồi là cũng yêu một người ở chỗ miền Trung, chỗ chỗ em, xong rồi kiểu tan vỡ, xong rồi nói chung là cũng có bầu bí, xong rồi kiểu mà nhưng mà bạn kia bạn không nhận đúng không, người bạn trai không, kia là không phải không nhận mà theo kiểu cuộc sống nó không thoải mái vui vẻ, xong rồi theo kiểu là người ta kỳ hơi bị kỳ thì chỗ chỗ em ấy. Thì bởi vậy chị mới nói em là chị không có nói
có một cái điểm nào đó ở mình mà người ta chưa ưng, cho nên là người ta mới gọi là người ta mới gọi là người ta tìm cái cớ thôi, em hiểu ý chị không? Chứ không phải là cái vùng miền, họ chỉ tìm cái lý do để họ lảng tránh thôi. Chứ đã đằng nào cũng đã là đi xa rồi, đi xa sang đến tận Đài Loan được rồi thì không phải là riêng em có thể phối hợp duyên với một người miền Tây. Em hiểu là giống theo kiểu là giống kiểu một là cái chỗ nói chung là họ không thích người miền Trung, nói đúng từ như thế cho nó vua, cho nó gọi là thẳng thắn đi. Em chấp nhận. Không phải, không, cái này là chị chia sẻ thật luôn. Tại vì là nếu như không gặp cái trường hợp cái cô em họ của bạn gái em á, thì có thể là nó du di được. Tức là tụi em tìm cách em tiếp tục kiểu như cuộc sống xung quanh người ta tạo nên cái lối sống của mình, cái suy nghĩ của mình. Thì đó. Theo em nghĩ là như thế. Cho nên họ đã gặp, tại vì chính người thân của họ gặp cái trường hợp đó, nên là thành ra họ sẽ bị mặc định trong đầu là cái người miền Trung họ không tốt. Nhưng mà vấn đề là người miền Trung thì cũng có người này người kia, người miền Bắc cũng có người này người kia.